bố ruột Hằng Du Mục chất vấn nhà vợ cũ, liền để lộ bí mật động trời sau khi bị vợ cũ công khai nói xấu, bố Hằng Du Mục đã lên tiếng. Thậm chí, ông còn nhắn tin trực tiếp cho người nhà vợ cũ để chất vấn một điều. Hiện dân tình đang nghiêng về phía nữ chiến thần livestream. Mở đầu tin nhắn, bố Hằng Du Mục khá bình tĩnh và giải thích rõ ngọn ngành chuyện mình và vợ cũ. Chào cháu nhé. Chú có coi lời khuyên của cháu với Hằng nên chú có một số trao đổi với cháu nhé. 1. Sao cháu không khuyên Hiền lớn vì nó cũng không nói chuyện với mẹ ruột? 2. Sao cháu lại khuyên Phốt, ngay lúc Hằng phải chịu đựng những đau khổ, tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần? Chú sẽ bật mí để cháu biết một số điều về cô cháu nhé. Đã hại Hằng với giá 60.000 nhân dân tệ rồi biến mất, bỏ bốn bố con chồng sau để đi lang bạt. Chính Hằng là người giúp đỡ các em mình, giúp sửa sang lại nhà cửa cho cha dượng và các em. Nhưng mẹ để lại đi lang bạt với người khác. Cháu tự tìm hiểu nhé. Để Hằng giải quyết xong tất cả mọi việc rắc rối chú cháu mình sẽ gặp nhau nhé. Công việc của chú giờ là làm giảm áp lực cho Hằng và bảo vệ con cháu ạ. Cô của con không hề liên quan đến vụ này. Có chăng thì cũng chỉ bị chồng Hằng lôi vào. Mặc dù chịu khó giải thích nhưng đối phương vẫn một mực bảo vệ cô ruột, mắng Hằng Du Mục và đòi ba mặt một lời. Vâng, chú cứ bảo vệ cho nó và gia đình cháu cũng sẽ bảo vệ cô cháu đến cùng. Trước đó, một TikToker đã phân tích drama gia đình Hằng Du Mục. Cụ thể, nam TikToker có tên là Dây Dây chia sẻ quan điểm về vụ việc. Sau khi mình xem qua clip này, mình muốn hỏi một chút, vị kế bên này là ai ạ? Tại sao cô ấy còn cay hơn cả mẹ ruột, Hằng Du Mục? Không phải chuyện nhà mình, nhưng sao cứ ngồi chễm chệ, nói như đúng rồi. Nếu như thật sự là mẹ ruột của Hằng Du Mục, tại sao trong lúc con mình gặp khó khăn, lúc bị chồng cũ tác động vật lý mà cô lại không xuất hiện? Nhưng khi con mình có thành tựu trong sự nghiệp rồi, kiếm được tê yền nhờ livestream rồi, cô lại xuất hiện đột ngột và tuyên bố cô là mẹ ruột của Hằng Du Mục. Sau đó còn bêu xấu con mình trên mạng, các bạn có thấy ai làm mẹ mà lại đi bêu xấu con mình trên mạng, hoặc chồng mình hoặc người khác chưa? Trong đời thật không ai làm vậy cả, mà điều khiến mình khó hiểu nhất là cô gái ngồi kế bên. Xin hỏi công việc của cô là biên tập phải không? Bởi vì thông qua video này, một người mẹ mà yêu con là sẽ không thể nào đi làm vậy. Ngoại trừ cô được người khác sai khiến. Được mệnh danh là chiến thần bán hàng nhưng ít ai biết, từ thời điểm đầu khi mới bắt đầu hoạt động trên TikTok, và bán hàng từ cuối năm 2021, đầu 2022, Hằng Du Mục cũng rất vất vả. Để tạo sự thu hút, cô không ngại đi đến rất nhiều nơi để livestream như các thảo nguyên, núi tuyết, hay thậm chí livestream cả dưới thời tiết vô cùng nóng nực. Theo chia sẻ từ những người theo dõi Hằng Du Mục từ những ngày đầu, thời điểm này, khi cô livestream giới thiệu sản phẩm táo đỏ, số lượng người xem cũng rất ít và đơn hàng lẹt đẹt không được nhiều. Tuy nhiên, Hằng Du Mục vẫn rất nhiệt tình giới thiệu chi tiết về hương vị, cách sử dụng. Cô liên tục livestream dù ở bất kỳ đâu như ở nhà hay các địa điểm mà cô du lịch đến. Bằng sự nỗ lực từ chỉ vài người xem trong mỗi phiên livestream tới hàng trăm, hàng nghìn rồi vài chục nghìn như hiện nay, sản phẩm táo đỏ của cô cũng ngày càng hot lên. Sản phẩm này liên tục lập các kỷ lục, như bán hết 2 tấn táo chỉ trong chưa đầy 1 phút, 20 tấn táo cũng chỉ trong vài phút hay ở phiên livestream gần đây nhất là 50 tấn táo cũng bay vèo vèo dù chưa cần giới thiệu về sản phẩm. Có được điều này chính là nhờ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ của cô. Hằng Du Mục rất cố gắng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, luôn giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải một cách nhanh chóng nhất. Cùng với đó, không thể không nhắc đến khả năng nói chuyện khéo léo, tận tâm của cô khi livestream. Hiện nay, sau khi táo đỏ Hằng Du Mục đã được nhiều người dùng chứng nhận, hay những hot TikToker review, sản phẩm này vẫn đang tiếp tục hot, và thu hút rất nhiều người mua khiến ai cũng phải trầm trồ.